cảm giác cái dĩa Crumble Rotting với là cái dĩa Gaffer Rotting, mình thấy cái dĩa Gaffer Rotting á nó rẻ hơn nhưng mà mình thấy nó thắng, nó vẫn dịu hơn ha. À, cái cảm giác mình vậy thôi. Ok, chào mừng 32.000 anh em đang coi kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ đem cái con ZX10R. Bản này là bản 216, 27 thì mình cũng không rành nữa. Như 216 thì mình đem ra mình sẽ review cho anh em. Thì cái con này tại sao mình lại đem ra mình review, thì mình muốn khẳng định với anh em một điều là một con ZX10R gắn một cái con mâm BM chạy test 2.9 dẫn ô tư nha, không vấn đề. Thì trước mặt anh em đây là cái cặp mâm Carrozera của BMW S1000, là cái cặp mâm, là cái cặp mâm mà hồi trước là trên con Yamaha R6 của mình tháo ra bán thì nó là màu đen, nhưng mà hiện tại là sơn lại cái màu đồng đen đen cho nó giống như cái mâm zin của R1 á. Hôm nay tại vì ảnh qua ảnh làm lại cái phần dây dầu nè, đưa cho nó ra ngoài dài tí xíu, nên là sẵn có xe đây là mình đang cũng đang lô bu nữa, nên là dắt ra mình review, mình giới thiệu sơ bộ cho anh em về cái con Z10 đời luôn. Nên là chủ xe này cũng hơi khó tính, là thứ nhất là mình sẽ không có test bô, thứ hai là mình sẽ không chạy thử, thấy không? Còn quay review thì bình thường thì ảnh cho rồi, còn như là chạy xe với lại test bô là ảnh không chạy thử. Giờ mình cho mượn cái Mio chạy về, rồi chiều ảnh qua ảnh lấy xe, chiều qua canh xong rồi thay cặp vỏ mới nữa ha. Rồi thì mình sẽ nói trơn tru tất cả những cái món đồ chơi bao gồm trên xe là bao gồm những gì, thì mình sẽ review sơ bộ cho anh em luôn. Thì trước mắt anh em đây là mình sẽ giới thiệu anh em về cái phần thớt chẳng ba ha. Đây là cái phần thớt chẳng ba, nhìn vô thì thấy là cái phục ô liền, là cái trợ lực ô liền, là trợ lực ô liền zin theo xe của Z10R, nó là trợ lực điện ha, chứ không phải là trợ lực cơ. Thì mấy anh em cũng biết rồi chưa, cái này khỏi cần giới thiệu nha. Xe này thì về cái cùm thắng thì đã trang bị là cái cùm Corsa Cota 19, thì cái cùm này niêu là khoảng tầm 6.8 triệu, kết hợp với lại cái bình dầu Shin Shiraishin Carbon, thì cái bình dầu này khoảng tầm 3 triệu là mua niêu ha. Còn cái cùm thắng là 6.8 triệu, thì cái cùm Corsa là một trong những cùm mình thấy rẻ bền đẹp, nó rẻ bền đẹp, đúng nghĩa là rẻ bền đẹp luôn. 6.8 triệu mà mình thấy nó bóp cũng cực kỳ im, có 3 mốt chỉnh, vậy là quá chuẩn rồi. Về cái phần cùm côn thì đã lên cái cùm CRG GB mà màu đen. Thì đối với những tất cả những cái cùm côn mà khoảng tầm 8 triệu đổ về, thì mình thấy là CRG GB vẫn là một trong những cái cùm nhiều chi tiết mà nhìn nó hài hòa nhất ha. Nói chung là nó thiết kế theo cái dạng mà giống như là cái đồng hồ cát, cái đồng hồ cơ vậy, mấy cái khớp này nhìn nó cực kỳ đẹp luôn. Thì cái cùm này nó cũ rồi, cùm này nếu mà bây giờ bán cũ lại cũng khoảng tầm 4.5 triệu, còn cùm new thì khoảng tầm 7 triệu mấy. Xe này mod miết thì mấy anh em cũng biết rồi ha, ABCD thì đủ hết, nó giống cũng giống như R1 cái chơi rồi thôi, chắc trình control rồi ABS đồ đủ các thứ, cái đó mình không cần phải nói, mình cũng không cần trải nghiệm, tại vì muốn trải nghiệm cũng không được nữa, chủ xe ta không cho, không, tại vì anh này ảnh cũng hơi rất là kỹ rồi. Còn cái phần dàn trước nè, qua đây cho nó sáng à. Cái phần dàn chân trước á thì như mấy anh em biết ha, đây là phuộc Showa BFF, thì một trong những cái phuộc mình cảm thấy đẹp nhất trong các dòng xe zin của Nhật.
Tại vì đẹp cái là nó có cái bình dầu rồi ở chỗ đây nè. Nhưng mà trong tất cả các dòng phụt của nó thì mình chỉ có thích là cái phần phụt màu đen bình dầu đỏ là mình thấy là gọi là nó hài hòa nhất. Rồi cái phần phụt màu vàng mà bình dầu màu vàng luôn thì nhìn nó hơi bị chói quá. Rồi thêm cái màu xanh lá với lại thêm màu cái màu xanh dương nữa. Mình thì mình lại không thích. Cứ phụt đen với lại cái này cái bình dầu nhỏ này nó màu đỏ nhìn ok. Nhưng mà cái này nó rất bay, dễ dễ bay màu, thì cái phần này cái phần nó hứng nắng. Nếu mà anh em nào mà có tiền á thì tháo cái ti này ra đi nhuộm lại màu vàng gold á thì nhìn nó sẽ best hơn. Còn cặp heo Rambo M50 thì cặp heo này là size 100 nha. Hồi trước là tất cả các dòng xe Nhật hồi xưa thì là size 108, nhưng mà đối với CBR650R, đối với ZX10R đời mới là nó là size 100 luôn nè. ZX10R đời mới Rambo theo phục BFF là size 100 luôn chứ không phải là size 108. Hồi trước mình đấu giá eBay về bị hớ mấy cặp á, mình cứ nghĩ là ZX10R đời cao là bắt đầu là size 108. Ai ngờ mua về tàn giao sang trăm không, làm bán lỗ học báo. Cái cặp dĩa này là đi chung luôn, nó là cặp dĩa Rambo Rusting, mấy em thấy không, nó là cặp dĩa rơ, nó dùng là cho chạy track để mấy anh em mà đi cua đồ này nọ là nó nghiêng nó sẽ ăn đều cái mặt bố. Hiện tại cái dĩa này nếu mà đúng ra là mình mua mình chạy con xe mình là nó khoảng 60.000 cây, 60.000 cây. Mà mấy em thấy coi cái dĩa nè, nó chưa có mí luôn á. Nè mấy anh em để camera coi sát rồi coi. Nó chỉ có bị sọc ở đây thôi nha. Chứ còn cái mí đây là cái gờ nè, là chưa có gờ luôn nha. Chưa có gờ gân luôn á, là nó còn láng o luôn. Giống cái mặt dĩa cực kỳ dày. Mình không biết tại sao, nhưng mà mình cảm giác cái dĩa Rambo, mình cảm giác cái dĩa Rambo Rotting với là cái dĩa Gaffer Rotting, mình thấy cái dĩa Gaffer Rotting á nó rẻ hơn, nhưng mà mình thấy nó thắng nó vẫn dịu hơn. Ha, cái cảm giác mình vậy thôi. À, nếu mà cái dĩa Gaffer Rotting hình như ship về đây khoảng tầm 15 triệu, 15 triệu rưỡi. Còn Rambo thì khoảng tầm 18, 19 triệu. À, mâm á, thì mâm này là mâm của BM luôn. Tại vì cái dĩa mình đi dĩa BM S1000 nên là cái mâm mình vẫn phải đi theo mâm của BM S-Ràng. Thì cái mâm này là mâm Carozera của BMW S1000RR. Thì cái mâm này hồi xưa nó là màu đen, cái màu đen mà cái bao nhuộm chứ không phải là cái màu sơn giống vậy. Thì chủ xe thích là cái màu đồng nó hơi tối tối giống như cái mâm zin của cái thằng 60 năm bản kỷ niệm của R1 á. Thì mình đã sơn lại cho cô em đó là cái mâm này. Thì mấy bạn sẽ nói là liệu Z10R của Kawasaki gắn cái mâm của BMW vô chạy nó có an toàn hay không. Nếu mà có an toàn hay không á thì cái clip đã test rồi, 295 tại Bầu Trắng, và tất cả những chi tiết đều là như zin hết nha, không có nào sụp sịch hết. Thì đơn giản là mình vẫn xài lại cốt zin, không có, nói chung là mình không có chế gì hết, sàn qua hết, không có chế cháo gì hết, chỉ có mình làm lại cái cây cốt zin thôi. Cây cốt thì do là cái bật đạn mỗi cái thằng nó khác nhau, có thể là mình xài cây cốt khác mình tiện mình chế qua cho đúng kích thước với lại cái thông số zin của cái xe của mình là thả vô là thôi. Quan trọng là người thợ người ta canh cục canh với lại người ta tiện cốt như thế nào thôi nha. Đó thì cái cặp mâm này giờ luôn cặp dĩa mình bán cho cô em đó bữa nhiêu ta. Cặp dĩa bán cho nó là 37 triệu là bao chế lên xe luôn. Cặp mâm, cặp dĩa 37 triệu. Là xong về cái phần trước. Về cái phần sau là cái dĩa này là cái dĩa Gunfer, là dĩa new luôn. Dĩa Gunfer cho BMW S1000 luôn, mà hồi bữa là mình ship lộn về cho cô em. Mình order có một cái thôi, mà vô tình sao mình bấm lộn ra hai cái nên là dư ra một cái, bán rẻ lỡ rồi lên cái mâm rồi giờ không có đi dĩa zin thì nó kỳ quá. Bán cho cô em cái dĩa này luôn, cái dĩa này bữa bán lại nó nhiêu ta, 2,5 triệu, bán lỗ á, bán giá ra lỗ. Nếu mà new thì khoảng tầm 3,5 triệu, 3,6 triệu gì đó ha. Với lại tiện thêm hai cái dĩa để mắt độc ABS trước sau. Thì nói đơn giản là vô cái mâm của mình, cái mâm của thằng BM á, là cái mắt độc ABS hình như nó là 5 lỗ, còn cái mắt độc của thằng ZX10R nó là 4 lỗ, gắn vô thì nó lại không khớp. Mình phải đi chạy tiện hai cái dĩa ABS. Thì tiện hai cái dĩa ABS đó đâu đó cũng khoảng tầm triệu mấy, 1,2 triệu, 1,3 triệu.
tiện cái dĩa trước đây, cái dĩa trước ở đây nè fan, tiện xong rồi đem đi nhuộm đây nữa chứ không phải là tiện xong rồi quăng vô đâu. Đây tiện xong rồi đem đi nhuộm đây nữa, đây một cái dĩa mắt độc trước với lại một cái dĩa mắt độc sau, một cặp nó khoảng tầm 1 triệu mấy, rồi nhuộm thêm 2 xị nữa là chạy ra gần 1-1,5 triệu á. Nói chung là mình lãnh của em là công chế cháo rồi lên xum xuôi hết luôn là 2 triệu. Phát sinh chỉ có phát sinh đúng là thêm hai cái dĩa mắt độc, phát sinh hai dĩa mắt độc khoảng tầm thêm 1,5 triệu nữa thôi ha. Con heo này đã đi lên là con heo Rainbow Billet Nikken. Thì cái con heo Billet Nikken mà cái con heo sau nha, thì giá ở đây nó bán dao động khoảng tầm 12-12,5 triệu. Nhưng mà cái con heo Billet heo sau nó lại khó bị bung tan hơn là cái con heo trước GB4RX. Mình không hiểu tại sao ha. Nếu mà cái con này bây giờ mấy anh em mua lai new khoảng tầm 9 triệu mấy, 9 triệu mấy là hàng lai new, là full bộ dây dầu trước sau, là đi dây dầu heo bấm đầu ơ, thì full combo dây dầu sau thì nó khoảng tầm 1 triệu mấy. Cái đầu ở trên đây là vẫn là đầu heo zin, còn đầu dưới đây là vẫn là đầu ơ xịn. Thì full một cái bộ dây này nó khoảng tầm là 1,5 triệu ha. Tại vì một cái đầu ơ xịn không là khoảng tầm 1 triệu rồi. Còn dây á, thì nếu mà bấm hai cái đầu heo zin thì cứ dây mấy anh em tính với mình, 1 mét là khoảng tầm 900 tới 1 triệu ha. Thì cái cộng dây là khoảng tầm 1,5 triệu. Gác chân thì đã đi được là cái gì? Gác chân Latex. Nếu mà gác chân Latex cho ZX10R, nếu mà hàng new thì khoảng tầm là 15,5 triệu cho tới 16,5 triệu tùy theo shop bán. Còn ben đạp này vẫn là ben đạp zin. Nếu mà đúng ra cái gác chân Latex á, lên cái form ngồi cái xe á, nó vẫn chưa có nằm lắm ha. Mình thích là nhiều khi mình nói ra anh em kêu mình là ông nội này chuyên gia cứ tối ngày US, mà thật sự mà nói riêng về gác chân mình thấy chỉ có thằng US là kéo ra được dài nhất, là ngồi xuống nhất luôn, chứ còn đúng ra cái thằng này nè là nó ngồi cái form nó vẫn còn tù cái chân lên đây. Còn cái thằng US anh em có thể kéo dài ra tí xíu nữa, là đúng ra để ra cái chân form ra dài tới vậy nè, không ngồi nó có thể là nhìn nó sport nhiều hơn ha. Bây giờ Latex thì nhìn nó cũng đẹp chứ không gì hết, nhưng mà mình lại thần tượng thằng Gillette hơn. Gillette từ xưa giờ là nó, đối với mình là mình thấy Gillette nó ok quá rồi, từ mẫu mới cho tới mẫu cũ cho tới mẫu mà CNC ráp lại 3 khúc luôn tất cả. Xe này nếu mà nói về mà lên carbon thì cũng hơi khá nhiều ha. Ốp sườn đuôi nè, ốp sườn lớn nè, rồi ốp dây điện khiến gió carbon, về trước carbon, rồi ốp gấp về con sơ sơ như đó, mà dàn carbon như đó không là bèo bèo nó cũng khoảng tầm 40 triệu, khoảng 40 triệu rồi, sơ sơ như đó thôi đó. Hai cái cặp ốp lốc này là của Tyrrex, che lốc máy á, là của Tyrrex. Nếu mà của ZX10R thì cặp Tyrrex thì khoảng tầm 3,5-3,8 triệu tùy theo shop bán. Mình thấy cái cặp của Tyrrex là nhìn nó cứng cáp lắm nha, mà không biết tại sao anh em ở Việt Nam người ta lại ít xài Tyrrex. Tyrrex là thấy là nó xài tiện sơ nhôm CNC nguyên khối á, nó bự nó dày, nhìn vô cái lốc máy nhìn nó cứng cáp lắm. Không biết tại sao anh em, đa phần anh em ở Việt Nam á là hay xài cái gì biết không? CB Racing. CB Racing nó mắc nữa. CB Racing là 5 triệu bạc một bộ. 5 triệu mấy bộ, nó mắc gần gấp đôi của thằng Tyrrex luôn. Mà nó chỉ có là một cái miếng mũ với là cái chữ CB Racing thôi. Thì mấy bạn muốn xài cái loại nào thì tùy, mỗi người một cái sở thích xài khác nhau, nhưng mà cái giống gì mình cũng có hết, chỉ cần alo mấy bạn có, ví dụ mình không có mình sẽ kiếm cho mấy bạn có ha. Rồi xe còn thiếu gì nữa đây, quá trời quá đất luôn đồ chơi. Cái này là bát tăng sơn của thằng Latex. Nếu mà bát tăng sơn này nếu mà ở trên eBay nó đang bán là 200 đô một bộ, là chạy ra ship về đây khoảng tầm 4,5 triệu một bộ. Các bộ bát tăng sơn của hàng Latex, rồi cái hai cái cặp gù chụp cốt của Evotech thì một bộ này khoảng tầm 1,2 triệu. Xe còn gì nữa không ta? Thì xe này nó đã có quýt ship rồi, không gì để bàn nữa. Giờ chắc mình không nổ máy đâu nha. Thì về tổng thể con xe thì cái con xe này chủ xe cực kỳ kỹ. Quên thiếu giới thiệu cho anh em còn cái bộ dây chẳng ba trước nữa. Cái bộ dây sau á là mình bấm mới, còn cái bộ dây trước á là hồi trước là mình xả xe cũ của con R1 mình bán qua cho cô em, là vẫn là full bộ đầu ơ với lại nguyên cái ngã ba heo, ngã ba ở trên đây.
thì mình bán full cho nó là 5 triệu rưỡi, là luôn cái ngã ba xuống hai cái bộ đầu ơ dưới đây. Cái này là cái màu đỏ đời cũ nha, cái màu đỏ đời trước của dây heo là màu đỏ, nó là cái màu đỏ nó hơi tối tối trong trong, còn cái đời sau là màu đỏ giống vậy, là cái màu đỏ tươi luôn nha. Mấy anh em nhớ phân biệt nha, mất công mà kêu dây phay là chết mình á. Rồi thì quan trọng đúc kết là vấn đề là mình muốn chứng minh cho anh em là một con xe phân khối lớn chế mâm của hãng khác hay là của thằng khác, cái chế cái mâm gì vô cũng được, quan trọng là người thợ người ta canh khâu với lại canh cốt có chuẩn hay không chuẩn, là ăn thua là cái người thợ, chứ còn mấy anh em đừng có sợ ha. Giống như mấy bạn mà đi mâm Kineo đồ á, là nhiều khi không phải có xe đó thì cũng chạy CNC tiện cốt tiện khâu tiện canh đồ cho gắn vô xe mình, chạy cũng vô tư bình thường. Nhưng mà thường thường mấy cái mâm đó thì chạy tốc độ cao nó hơi phiêu, mâm thì đi tốc độ cao thì cảm giác nó an toàn hơn, cái đó là suy nghĩ của mình thôi. Còn đây là cây bô Autin Racing, thì cái cây này thì mấy em khỏi bàn rồi, gắn xe nào nghe nó cũng chát chúa hết. Bây giờ 2 giờ trưa rồi mình không có nẹt bô ha, mình cũng không được nổ máy luôn. Rồi ok, thì mình đã giới thiệu xong anh em sơ lược về con Vít 10R đã lên cái mâm Carrozzera của BMW ở bên mình. Thì cái này đã test rồi 295 tại màu trắng. Thì mấy bạn nào mà cần thì mình sẽ xin cái clip, hoặc là mình sẽ tag cái clip mà anh post trên YouTube đó, cho mấy bạn ha. Cứ cần thì cứ nhắn tin cho mình, người thật việc thật, chứ còn mình là mình không có post, mình không có kiểm chứng để chứng minh là thế này thế kia ha. Để mình dắt ra một cái mình quay một cái gọi là low motion, mình làm tròn cái xe trơn tru một cái rồi mình làm cái clip cho anh em. Còn mấy anh em nói đang đợi cái clip mà winner mà một gấp á, hôm qua mình xí mứng mình đi sao mình xóa mất tiêu hết rồi, xóa luôn ở trong thùng rác luôn, bây giờ lấy lại không được, ở trên iCloud cũng không có luôn, mấy em thông cảm nha. Rồi máy bay, cảm ơn em.